Mến chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cách làm mắm cá linh. Mình chưng với lại thịt heo và trứng. Thì để làm món này, chỗ này mình có khoảng 150g mắm cá linh nè các bạn. Mắm này mình mua ở chợ các bạn, mình mua ở cái hàng mà bán mắm mấy loại mắm là mắm lóc này, rồi mắm cá sạch, mắm cá linh, rồi những loại mà mắm ruốc. Rồi mắm nêm á, đó là những cái loại mắm mà cái hàng ở chợ người ta hay bán á. Rồi ở bên này là mình có 200g thịt heo xay. Thì cái thịt heo xay của mình đây là nó có pha thêm mỡ để mình làm cái món này cho nó béo, thì mình khỏi phải cho thêm dầu ăn nha. Và ở đây mình có khoảng mấy cái tai nấm mèo mình đã ngâm nở đây nè. Và đây mình sử dụng khoảng 5 quả trứng gà nè các bạn. Và mình có cái đầu hành mình đã băm nhỏ, hành lá mình cắt nhỏ. Rồi những cái gia vị thêm nữa là mình có thêm bột nêm nè, bột ngọt nè. Và đây là ớt xay nè các bạn. Bây giờ đầu tiên đó là mình sẽ cho cái mắm cá linh này vô trong một cái xoong nhỏ ở trên bếp này các bạn. Rồi mình chế vô đây một xíu nước thôi. Xíu thôi. Rồi mình sẽ bật bếp lên. Mình bật bếp lên để mình nấu á, cho cái mắm cá linh này nó tan ra. Khi mà nó sôi lên xíu thì nó tan ra các bạn. Rồi mình lọc, mình chỉ lấy có mỗi cái phần thịt thôi, rồi mình bỏ cái phần xương đi. Có một số bạn làm cái loại mắm này thì không có cần phải lọc, vẫn cứ để nguyên như vậy trộn vô, nhưng mà mình làm cho nó kỹ, mình nấu lên rồi nó tan ra rồi mình lọc, mình lấy cái phần thịt thôi, còn mình bỏ đi cái phần xương nha. Nó sôi lên xíu là nó rã ra các bạn. Mắm mình nấu nó đã tan ra rồi nè các bạn. Mình cho nó vô một cái rây. Mình rây để mình lấy cái phần thịt thôi, mình không có lấy phần xác nha. Vì phần xác này là nó có xương á các bạn, nó lợn cợn lắm. Nếu nó đặc quá nó xuống không hết thì mình có thể cho thêm xíu nước nữa. Mắm mình đã lọc ra đây này các bạn nè. Rồi bây giờ mình xắt nấm mèo nha. Mình xắt cho nó nhỏ nhỏ. Rồi mình xắt xong một đường như vậy rồi mình băm nhỏ lại nha. Băm băm để cho nó nhuyễn nhuyễn. Nấm mèo mình đã xắt nhỏ rồi, mình cho vô cái tô mắm nè các bạn. Mình cho thịt heo xay vô. Rồi bây giờ mình đập trứng mình cho vô nha. Trong 5 cái thì mình đập vô 3 cái. Mình đập vô hết vô 3 cái nha. Còn 2 cái này á là mình để cái lòng đỏ lại. Mình đưa qua đưa lại như vậy nè các bạn. Và mình để cái lòng đỏ lại nha. Lòng đỏ mình cho vô cái chén.
Và bây giờ là mình cũng nêm hai loại hành vô luôn nha. Đây là cái đầu hành mình băm nhỏ để cho nó thơm, còn hành lá thì mình cắt lớn lớn để mình làm cái món ăn này cho nó có màu sắc đó các bạn. Vì cái lượng mắm mà mình nấu lên nó nhiều nhiều rồi cho nên mình chỉ cần nêm thêm một muỗng nhỏ nhỏ bột nêm thôi các bạn. Và mình nêm vô đây khoảng một muỗng bột ngọt thôi nha. Và mình làm cái loại mắm này là mình phải có thêm một cái loại mà gia vị cay, một là mình làm tiêu, hai là mình làm ớt, thì mình làm với ớt bột này các bạn, mình cho vô một muỗng ớt bột. Rồi khi mà mình đã cho hết tất cả những cái gia vị vô rồi thì giờ mình sẽ đảo để cho nó đều những cái gia vị này với nhau nha, đều hết. Trứng thì mình cũng đánh cho nó tan ra đều. Mắm nè, mắm nó còn nằm ở dưới á, mình phải múc lên để mình trộn cho nó đều lên. Cái món mắm này ăn ngon lắm các bạn, ăn với cơm thì hết cơm luôn á. Lấy cái muỗng này mình múc nó, mắm nó nằm đọng dưới này, này lên cho nó đều. Sau khi mình đã đảo đều rồi các bạn, thì mình ở bên này mình có chuẩn bị ở đây một cái nồi, mình cho cái chỗ lượng nước khoảng chừng này này các bạn, vừa thôi chứ cũng không có nhiều lắm. Nếu mình đổ nhiều quá thì khi mà mình hấp nó sôi nó sẽ trào vô cái tô mắm của mình, cho nên mình chỉ cho nó vừa thôi. Rồi mình đặt lên trong cái nồi, bật bếp lên để mình hấp. Mình sẽ hấp cái này trong khoảng nửa tiếng đồng hồ các bạn, thì cái mắm nó mới chín nha. Cái lòng đỏ trứng các bạn, mình lấy cái đĩa mình đánh cho nó tan ra nha. Rồi tan như vậy là được rồi các bạn. Rồi mình mở nắp cái nồi mắm mình đang chung này các bạn. Mình mới chung được khoảng 10 phút thôi thì cái mặt ở bên phía trên nó đã xe lại rồi các bạn. Bây giờ mình sử dụng cái đây, mình chan nó ra luôn đi. Mình chan nó ra luôn rồi mình lấy cái bánh xô này nè, mình quét để cho cái mặt của cái tô mắm á, nó có một lớp màu vàng nha. Đó, mình làm cái cách này khi mà cái tô mắm nó chín nhìn nó rất là đẹp luôn đó các bạn. Rồi mình lại tiếp tục, mình đậy nắp lại, mình hấp thêm 20 phút nữa nha. Mới có 10 phút này. Sau khi mà mình đã hấp thêm được 20 phút nữa, đây các bạn thấy nè, khi mà nó đã chín rồi là nó nổi lên như vậy nè. Và cái nồi nước của mình á, là khi nãy là nó đã gần hết nước rồi, xong rồi mình lại châm thêm một ít nước nóng nữa. Chứ nếu mà mình không châm mà chừng đó nước là nó sẽ không có đủ nha. Rồi bây giờ là cái món mắm linh hấp với trứng á, nó đã chín rồi thì mình tắt bếp đi nè các bạn. Vì nó còn đang là rất là nóng nha, cho nên mình sẽ sử dụng cái đồ gắp này nè các bạn. Có cái đồ gắp này nè các bạn, mình cầm cho thiệt chắc vô. Rồi mình đặt vô cái dĩa, mình đưa ra bên ngoài này. Wow, cái màu nó rất là đẹp luôn. Rồi mình có trang trí những cái lá ớt mình đã cắt miếng miếng này, mình trang trí lên để nhìn cho nó đẹp ha, cho nó đều đều, cho nó đẹp. Cái món mắm linh hấp với lại thịt với trứng á, mình sẽ ăn với lại cơm nha. Ở bên đây á, là mình có nấu lên cơm này nè các bạn. Đây cái nồi cơm của mình nó cũng còn đang là nóng bốc khói luôn nè. Mình đảo nó lên, xới nó lên cho nó tơi tơi cơm đã nha.
cái cơm mà mình nấu cái nồi cơm điện vậy chứ nó tơi lắm này các bạn, nó không bị cháy một xíu nào luôn, nó muốn lóc hết này. Tuy cái nồi cơm điện của nhà mình là nó đã cũ rồi các bạn. Rồi mình sẽ xới lên. Thế là mình có được một chén cơm nóng để ăn với lại mắm cá linh hấp với lại thịt thịt xay và trứng. Đây các bạn nhìn cái tô mắm cá linh rất là ngon luôn các bạn. Món này là mình ăn hết cả nồi cơm luôn đó các bạn ấy. Mến chào các bạn.